Vợ chồng đi chín đi đẻ nhưng đi thẳng đường thì lẽ bị lật nên mà chỉ chưa tin cho ra mọi người cho ba đê với nước nó rồi nè. Mọi người ai có số cứu hộ thì gửi cho ai đi với nhá. Máy bây có máy sao mấy có số này.